Sáng nay 31 tháng 5, đoàn công tác gồm 6 bác sĩ nhân viên y tế đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 thực hiện công văn số 552 ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế về việc hỗ trợ nhân lực chuyên ngành hồi sức cấp cứu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã tổ chức đoàn công tác gồm 6 người là bác sĩ, nhân viên y tế thuộc các đơn vị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, đây là những bác sĩ, nhân viên y tế có năng lực, kinh nghiệm, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia đoàn công tác góp phần cùng tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh. Thời gian đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh là 30 ngày kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021. Trước đó tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức hai đoàn công tác gồm các y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.